Đã là không câu cấp thì thôi, một khi câu cấp thì phải câu cấp cho đến cùng. Cái dây đeo này rất là chắc, vì đang kỹ từng chỗ, từng đường chỉ và từng cái đầu khóa, nên là sẽ đảm bảo tốt cho chúng ta sự an toàn, vừa là điểm nhấn thời trang, vừa là cầm chắc vào tay tránh trường hợp giục tay, và vừa là an toàn khi chúng ta đi đến những nơi mà thiếu sự an toàn, cũng tránh được rủi ro khi mà bị kẻ xấu hành động ý đồ xấu với túi xách của mình. Chiếc túi này Kỳ Lân rất là tâm đắc, vô cùng đã, dùng từ đã trong cái cách thể hiện về một cái sản phẩm tuyệt vời, vì bằng cả tâm huyết, từ cách chọn da ban đầu, từ cách chọn vân da, từ cách chọn chất da và cảm nhận khi sờ trên da, và đến hoàn thiện sản phẩm một cách tỉ mỉ tinh tế vô cùng, từ chỗ đục lỗ, từ sợi dây chỉ, từ cách khâu chỉ và từ cách sơn cạnh. Sơn cạnh này là sơn cạnh theo công nghệ Ý, nên là không bao giờ có tình trạng mà bị lột bung giống như là những sản phẩm thông thường. Đó là hàng cao cấp mà. Vì hàng cao cấp nên là phải kỹ từng chi tiết một, đến mức cái chỗ cầm đầu khóa kéo dây này Kỳ Lân cũng thiết kế riêng một phong cách của mình. Và điểm nhấn này cũng là cách thể hiện đây là sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Kéo dây kéo, phụ kiện dây kéo cao cấp nhất. Vì là hàng cao cấp nên toàn bộ là full da. Bên trong là dây ran, da bê và tuyển chọn nhập. Mặc dù là da lót nhưng phải là da xịn nhất và tuyển chọn kỹ nhất. Đã là không cao cấp thì thôi, một khi cao cấp thì phải cao cấp cho đến cùng. Và đó là tiêu chí, vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về hàng cao cấp luxury, tuyển chọn bất kỳ những dòng sản phẩm cao cấp nào Kỳ Lân làm, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Kỳ Lân phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc, sản phẩm cao cấp, thú chơi, đồ cao cấp luxury một cách thăng hoa nhất đến với tất cả quý khách hàng. Bởi vì quen rồi tiêu chí, quen rồi mỗi người có một cái tiêu chí, và đơn vị Kỳ Lân là một tiêu chí về hàng cao cấp tuyển chọn.